Chào cả nhà, alo. Mọi người có nghe rõ không? Xem comment của mọi người. À, rồi rồi. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào đại gia đình Diện Trần ạ, 26610. Ai đã vào rồi xin mời comment 2660 nào. Comment 2660 để chào nhau ạ. Vâng. Vâng, xin chào Nam Phương Thái. Xin chào Bình Trần Nhị, xin chào chị Mỹ Dung, xin chào chị Yến Trần Thí, xin chào Thúy Tươi, xin chào Trân Thành, xin chào Thi Hương Vũ và xin chào tất cả các anh chị ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ. Và ok, rồi xin chào cả nhà mình. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào 2660, xin chào đại gia đình Diện Trần. Ok, rồi đến giờ rồi, mình bắt đầu vào chương trình ạ. Vâng, chào tất cả mọi người. Như vậy một tuần đã trôi qua, hôm nay lại là 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh Diện Trần Việt và 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube. Thì mình có những cái live stream hướng dẫn về phương pháp Diện Trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu của thầy Bùi Quốc Châu ạ. Và mình hướng dẫn cho các anh chị một cách rất là bài bản từ đầu đến cuối toàn bộ các nội dung chương trình của Diện Trần, và mình đi rất là sâu, rất là kỹ. Thì mình rất là vui mừng là trong thời gian vừa qua rất là nhiều các anh chị ở các tỉnh xa, các cô dì chú bác đã xem các video của mình và làm rất là hiệu quả, làm rất là thành công. Và rất là cảm ơn tất cả các anh, các chị, các cô, dì, chú, bác đã phản hồi về báo cáo kết quả với mình là khi mà nghe những cái video của mình, họ đã hiểu ra rất là nhiều và họ không còn thấy bỡ ngỡ như trước nữa, và họ hoàn toàn yên tâm là có thể làm được Diện Trần và có những cái kết quả bước đầu rất là thành công. Và mình xin chúc mừng tất cả các anh chị, các cô, dì, chú, bác ở khắp mọi miền của Tổ quốc và những người kiều bào, những người xem video của mình ở trên toàn thế giới đã nắm được những kiến thức và thực hành những kiến thức này, đã có kết quả, và xin chúc mừng tất cả mọi người ạ. Vâng, và ngay đầu video này mình xin gửi lời cảm ơn chân thành, tri ân và sâu sắc nhất tới thầy Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp Diện Trần để chúng ta có thể hưởng thụ những thành quả của thầy, những cái tinh hoa của bộ môn và những cái lợi ích từ bộ môn Diện Trần đến với mọi người ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Bùi Quốc Châu. Và xin mọi người comment giúp mình chữ là 2660, cũng là đồng thời gửi lời chào, lời cảm ơn đến thầy ạ. Lời cảm ơn đến thầy Bùi Quốc Châu. Vâng, xin cảm ơn. Ok, rồi mọi người có nghe rõ không ạ? Mọi người nghe rõ không? Và mọi người comment cho mình biết là 2660 để biết rằng mọi người đang nghe rõ và nhìn rõ. Vâng. Ok, xin chào tất cả mọi người. Thank you.
Rồi. Nội dung chương trình của ngày hôm nay mình sẽ đi trình bày với các bạn về cách ấn và dai huyệt sao cho đúng ở trên màn hình đây. Đúng nào? Thì trước giờ mình nghe được rất nhiều những cái thắc mắc của các bác, các anh chị ở khắp mọi miền gửi về cho mình là không biết là tôi ấn thế này đã đúng chưa, tôi dai thế này đã đúng chưa. Và hôm vừa rồi tôi có đi ấn huyệt mà một cái ông thầy ông ấn cho tôi mà đau quá, hôm sau tôi sợ tôi không dám đến nữa. Rồi có người thắc mắc với mình là khi mà tôi đi tôi chữa ở một cái người này, người ta ấn mà đến nỗi mà tôi chảy máu, tôi xước cả da ra, như thế có đúng không thầy? Có phải là ấn một lực rất là mạnh phải đau thì mới hiệu quả không ạ? Thì tất cả những cái câu hỏi, những vướng mắc đó mình sẽ trả lời trong video này. Và cũng có những cái vướng mắc mình thường xuyên nhận được như này: thế thầy ơi, làm sao để tìm được sinh huyệt, làm sao để ấn cho nó chính xác được huyệt cho nó hiệu quả? Tôi tầm này tuổi rồi, tôi là người trung tuổi rồi, tôi bây giờ không biết là tôi có bấm được huyệt hay không, tôi làm có hiệu quả hay không. Rồi có người lại hỏi mình như thế này: thế thì huyệt của diện trần thì nó nhiều, nó chi chít như vậy mà nó bé như vậy, thế thì sợ rằng tôi bấm vào ấy thì lợn lành thành lợn què thì sao, bấm vào cái mắt trợn ra mà miệng há vào không khép lại được, thế thì có phải đúng như thế không? Thì tất cả những cái khó khăn, những cái vướng mắc của tất cả anh chị em rất là nhiều năm qua gửi đến mình, và mình đã có những cái bài viết hướng dẫn cho mọi người rồi. Mọi người có thể lên trên mạng tìm là 101 những vướng mắc khó khăn khi mà làm diện trần, hoặc là 1001 những cái vướng mắc khó khăn khi sử dụng các dụng cụ diện trần, rồi 1001 các vướng mắc khó khăn khi tập âm dương khí công. Thì tất cả những cái vướng mắc khó khăn mình tập hợp vào và mình viết những cái bài viết mang tên là 1001, 1001 những cái thắc mắc vướng mắc đó, thì mình đã có những bài viết mình đã đăng trên trang dụng cụ diện trần.vn rồi và trang diện trần.việt.net. Tuy nhiên thì những cái video chi tiết để hướng dẫn mọi người như này thì mình chưa có dịp, thì hôm nay là đến cái dịp mà mình có thể hướng dẫn cho mọi người một cách cái toàn trình nhất là ấn huyệt diện trần như thế nào, cách tìm huyệt như ra sao cho nó đúng, rồi cách ấn lên huyệt thế nào, rồi cách day ra sao, ấn và day có gì khác nhau, và ấn thì lực như thế nào và day thì lực ra sao. Thì đó là tất cả những cái mà mình sẽ giải quyết trong cái video này. Thì không biết là mọi người có hứng thú với cái chủ đề này không? Ok, nếu mọi người hứng thú thì mọi người comment giúp mình số 1 vào đây nào. Comment giúp mình số 1 vào đây ạ, để mình xem là các bạn có thực sự hứng thú với cái chủ đề của ngày hôm nay không. Thực sự cái ấn và day huyệt là một trong những cái thủ pháp cực kỳ quan trọng trong diện trần mọi người ạ. Đúng không ạ? Tại vì nó là một cái phương pháp bấm huyệt, đúng không ạ? Phương pháp bấm huyệt đã gọi là bấm thì đương nhiên là cái bấm hoặc cách ấn hoặc cách day là rất là quan trọng, đúng không nào? Và rất là nhiều người khó khăn vướng mắc khi bước chân vào diện trần là không biết mình không được đi học trực tiếp, không được thầy hướng dẫn cầm tay, thế thì mình học qua mạng, học qua video. Vậy thì mình làm có hiệu quả hay không? Mình làm có hiệu quả hay không? Thực sự là như vậy, và rất là nhiều người gặp rất là nhiều những khó khăn như thế, cho nên là mình hiểu được những cái khó khăn của mọi người, và mình có cái video này, mong rằng cái video này sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị ở xa. Các anh chị không có cơ hội được học trực tiếp, anh chị có thể gì ạ, anh chị yên tâm mà làm, đúng không ạ? Mà có thể gì ạ, hỗ trợ được sức khỏe bước đầu cho bản thân mình, cho gia đình, làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đúng không ạ? Mình chủ động được tí nào hay tí đấy, đúng không nào? Ok rồi, rất là nhiều 1 bằng 2660, cảm ơn rất cả mọi người. Dạ. Rồi mọi người thực sự hứng thú với chủ đề này comment giúp mình số 1 vào đây nào. Số 1 vào đây ạ. Để biết rằng mọi người rất là hứng thú với chủ đề này, và tất cả những câu hỏi của mọi người về cách ấn cách day sau khi xem video này, mọi người có thể comment ở phần cuối video này, mình sẽ có cái phần hỏi đáp, đúng không ạ? Ok. Rồi bây giờ không để cho anh chị phải đợi lâu thì mình sẽ bắt đầu vào cái chủ đề của ngày hôm nay luôn. Ấn và day huyệt làm sao cho đúng, đúng không ạ? Rồi, cái nội dung mà hôm nay mình sẽ trình bày thì bao gồm các nội dung sau đây. Thứ nhất, mình sẽ trình bày là ấn là gì và day là gì. Đương nhiên rồi, nghe đến ấn đến day mình phải biết ấn là gì, day là gì, đúng không ạ? Nội dung thứ hai là gì ạ? Các loại cây giò trong diện trần, bây giờ mình dùng cây giò nào là hiệu quả nhất, đúng không ạ? Cây giò nào là hay nhất. Rồi, cái thứ ba là cách cầm cây giò. Thế thì cách cầm cây giò sao cho nó đúng, đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng sẽ giải đáp cho mọi người là gì ạ? Là cách cầm cây giò sao cho nó hiệu quả nhất, được chưa ạ? Đấy, rồi. Mình gõ thêm cái nội dung ở đây.
Ờ đấy. Cái thứ ba là cách cầm cây giò. Thế cách cầm cây giò sao cho đúng nhất, sao cho chuẩn nhất. Ờ, cách cầm cây giò cũng quyết định một phần rất là quan trọng trong cái việc mình xác định có đúng người hay không, và nó còn liên quan đến thẩm mỹ nữa mọi người nhé. Cầm cây giò sao cho đẹp, sao cho thẩm mỹ nữa. Ờ, trong diện trần thì thầy Bùi Quốc Châu có nói rằng gì ạ, chân thiện mỹ, cái mỹ nó chiếm gì ạ, 1/3 rồi đấy đúng không ạ, cho nên mình cầm sao cho đẹp. Rồi cái thứ tư mình muốn trình bày với mọi người là gì ạ, cách dò tìm sinh huyệt. Ở đó rất là quan trọng, dò tìm sinh huyệt làm sao cho nó chuẩn nhất đúng không nào. Đấy, và một khi mình đã tìm thì chắc chắn mình sẽ tìm thấy sinh huyệt đấy chứ. Rồi tiếp theo, cái thứ năm mình muốn trình bày với mọi người là ấn là gì. Có tất cả là ba cách ấn, thế thì từng cách ấn là sao và thích hợp với đối tượng gì, thì đó là nội dung thứ năm. Nội dung thứ sáu là dò là dây. Đấy, là hai cách dây, dây sao cho nó hiệu quả đấy. Đấy, rồi nội dung thứ bảy là mình sẽ trình bày là thời gian và liều lượng. À, làm sao liều lượng nào bao nhiêu là đủ cho mỗi người đó. Rồi cái cuối cùng là mình muốn nói với các bạn là gì ạ, những cái vướng mắc mà thường gặp khi các bạn đang làm, thì có những cái vướng mắc nào thì mình sẽ cùng nhau trao đổi. Như vậy vậy là cái nội dung của ngày hôm nay là có 8 cái nội dung như thế này, được chưa? Ok, rồi 8 nội dung này mọi người có đồng ý không ạ? À, khối lượng tương đối cũng rất là nhiều đấy ạ, nội dung kiến thức tương đối là nhiều. Mình sẽ cố gắng trình bày làm sao ạ để cô đọng nhất và xúc tích nhất để cho các bạn có thể theo dõi được đúng không ạ? Rồi đầu tiên mình sẽ đi vào cách ấn là gì và dây là gì nhá. Ấn là gì và dây là gì. Thế thì ấn thì như thế này mọi người này, ấn thì tức là mình sẽ cầm cây giò, mình dùng một lực mình ấn xuống mặt da và làm cho mặt da này nó lõm xuống, thì đấy gọi là ấn. Còn dây là gì, dây là mình cầm cái giò mình gọi là di chuyển nhẹ nhàng trên mặt da, thì đó gọi là dây mọi người nhé, đấy gọi là dây đó. Ấn tức là ấn mạnh xuống, ấn xuống lõm xuống mặt da, còn dây là mình quệt trên mặt da, thì đó là ấn và dây. Thì đây chính là cái thủ pháp chủ lực trong phương pháp diện trần. Đối với các phương pháp khác, ví dụ phương pháp bấm huyệt chẳng hạn, thì người ta dùng các ngón tay để bấm huyệt đấy, để bấm nhá mọi người nhé, bấm hoặc là ấn huyệt. Còn đối với diện trần thì chúng ta dùng cây giò để chúng ta ấn và chúng ta dây huyệt đó. Đây là kỹ thuật rất là chủ đạo trong diện trần. Rồi thứ hai, các loại cây giò thì mình có tập hợp ra đây, tại vì nó là kỹ thuật chủ đạo, nó rất là quan trọng, cho nên là trong diện trần ấy có rất là nhiều loại cây giò, rất là nhiều loại cây giò và rất nhiều mẫu khác nhau cây giò như thế này. Đấy, mình thống kê sơ sơ với các bạn này, thống kê sơ sơ với mọi người này. Đây thống kê sơ sơ chúng ta có tất cả là gì ạ, đây rơi một cái xuống đất rồi, đây tất cả loại này, loại cây giò này các bạn nhìn nhìn thấy không nào, các bạn nhìn thấy không, ở đây có tất cả là gì, 8 loại cây giò khác nhau. Đây 8 loại cây giò, đầu này là đầu giò, còn đây là gì ạ, đây là các đầu phối hợp, thì mình sẽ xem lần lượt từng cái này. Cái này gọi là cây giò dây, cây số 1 của diện trần thầy Bùi Quốc Châu gọi là cây gậy như ý đúng không ạ, hoặc là như như ý bổng của Tề Thiên Đại Thánh, dĩ bất biến ứng vạn biến, cây này là cây quan trọng nhất ạ, cây số 1 của diện trần, cây giò dây ạ. Rồi tiếp theo cây thứ hai là cây này là cây giò đinh, tại vì đầu này người ta kết hợp với các dụng cụ khác, người ta có những cái chức năng ví dụ lăn đinh, lăn đồng, lăn sừng để mình kết hợp mình lăn trên mặt da, cái đầu kia người ta không biết làm gì thì phối hợp lắp thêm cái đầu giò vào đây, thầy Châu đã chế ra như vậy ạ. Đây là cây giò đinh này. Đấy, tiếp theo đây là cây giò sừng trụ này, đầu này đầu sừng trụ. Đấy, tiếp theo đây là giò cầu gai. Đấy, tức là hình tròn mà có gai gọi là giò cầu gai. Rồi tiếp theo đây là giò đồng, đây giò đồng. Rồi tiếp theo đây là giò cào, một đầu giò một đầu cào. Đấy, rồi tiếp theo đây là giò đồng. Đấy, đây là giò hai đầu, đầu nhỏ đầu to. Đấy, còn đây là giò bạc, hai đầu đều bọc bạc. Đấy chưa? Như vậy mình sơ sơ đây mình có 8 loại này, 8 loại giò cào, giò như thế này. Đấy, 8 loại như thế này. Thế thì những cái loại sừng như này thì người ta gọi là gì ạ, đầu gì nào, đây là đầu dương, nó làm ấm.
Còn những cái loại mà inox và đồng như thế này thì là gì ạ? Đầu lăn âm để làm mát hạ sốt. Thì trong các video sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thế nào là dụng cụ dương, dụng cụ âm. Tuy nhiên qua các cây giò này mình thấy là gì ạ? Các cây giò này nó cũng rất là nhiều. Ý nói rằng ấy, cái kỹ thuật day, kỹ thuật ấn ấy, là kỹ thuật rất là quan trọng trong diện trần. Cho nên là mình có rất là nhiều dụng cụ. Mình dùng cái dụng cụ nào cũng được. Mình tận dụng thôi. Tận dụng. Mình dùng dụng cụ nào cũng được. Ví dụ mình nóng nhiệt thì mình hay dùng cái lăn gì ạ? Lăn giò đồng này. Những người huyết áp thấp hay dùng cái giò sừng này. Và mình có tận dụng được đầu tiên là đầu giò. Cho nên mình dùng gì ạ? Dùng giò nào cũng được. Đầu giò nào cũng được. Đấy. Và bây giờ đây là cây giò day. Cây giò day đúng không ạ? Và cây mình hay sử dụng nhất. Những người nào hay bị cảm hàn hay lạnh thì mình có thể dùng ạ, cây giò hay đầu bọc bạc như này, rất đẹp. Ngoài chức năng giò ấn huyệt, nó còn có chức năng là giải độc và giải cảm nữa. Đấy. Rồi, như vậy mình xong nội dung thứ hai là các loại cây giò. Cái thứ ba là cách cầm cây giò. Cây giò như này. Bây giờ cầm như thế nào? Mình sẽ cầm, các bạn sẽ dùng ngón trỏ này, ngón cái này, ngón giữa. Chúng ta kẹp cây giò vào như thế này. Chúng ta cầm là gì ạ? Chúng ta cầm như là gì? Như là cầm bút thôi. Như cầm bút và chúng ta gì ạ? Sẽ tì ngón út và ngón áp út lên mặt da như thế này. Đấy, tì ngón út, ngón áp út lên mặt da. Và chúng ta đặt chéo 45 độ hoặc là vuông góc 90 độ như thế này. Đấy, được chưa? Ở trên mặt mình thì sao? Hoặc trên mặt người đối diện thì sao? Trên mặt mình tì như này, tì ngón gì ạ? Ngón út này, ngón áp út lên mặt da. Cây giò mình đặt chéo 45 độ hoặc vuông góc như thế này đều được. Đúng không ạ? Đấy, đấy là cách cầm cây giò. Khi mà mình dò tìm cho người đối diện ý, thì các bạn gì ạ? Tay trái các bạn đỡ cái cầm người ta và tay phải các bạn gì ạ? Cầm như này. Thì giống như là gì ạ? Mình nâng khuôn mặt họ lên và nhìn nó rất là đẹp, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đúng không ạ? Mình đỡ cầm người ta và mình cầm như này. Đấy, nó rất là gì ạ? Rất là đẹp và rất là lịch sự. Chúng ta không nên dùng tay, chúng ta ấn đầu họ lên như này đúng không ạ? Ấn đầu họ xuống như này không đẹp đúng không ạ? Mình nâng cầm họ lên như thế này là đẹp nhất. Được chưa? Đấy, đấy là cách cầm cây giò. Tại sao lại phải tì ngón út và ngón áp út lên mặt da các bạn? Thì khi mình cầm như này mình có điểm điểm tựa, điểm tì. Khi khuôn mặt người ta di chuyển ấy, thì tay mình cũng di chuyển theo khuôn mặt của họ. Nhất là đối với trẻ nhỏ nha các bạn nhé. Nhất là đối với trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì nó rất là hiếu động, khi mình động vào có khi nó giật mình, nó chạy, nhảy hoặc nó lắc lư cái đầu. Mà mình diện, mình cầm cây giò không đúng tư thế mình sẽ chọc vào mắt, mắt trẻ nhỏ. Hoặc là đối với người lớn mà khi mình cầm cây giò mà mình không chủ động được, mình dò đúng sinh huyệt người ta rất là đau, người ta giật mình thì mình rất dễ là gì ạ? Chọc vào mắt họ. Và mình chú ý hướng mình cầm cây giò là gì ạ? Ở xung quanh mắt thì mình sẽ hướng ra xa khỏi tâm mắt. Ví dụ như này, đây là tâm mắt này, thì nếu mình bấm các huyệt ở phía trên mắt mình sẽ hướng từ trên từ dưới lên trên như thế này. Bấm các huyệt ở dưới mắt mình sẽ hướng từ trên xuống dưới. Ở phía đầu mắt mình sẽ hướng sang mắt bên kia, ở đuôi mắt mình sẽ hướng ra ngoài. Nếu mình có ấn giò thì nó trượt, thì nó sẽ trượt ra ngoài khỏi tâm mắt. Và xung quanh các vùng mũi này như vậy, mình sẽ hướng ra xa khỏi mũi. Xung quanh miệng thì mình cũng gì ạ? Mình cũng hướng ra xa khỏi miệng. Nếu mình chọc thì mình sẽ chọc ra ngoài, đúng không ạ? Và luôn luôn có điểm tì như thế này. Ok, đó là cách cầm cây giò, mọi người nắm được chưa? Cầm như cầm bút. Và mình tì ngón áp út và ngón út lên mặt da. Áp út và ngón út lên mặt da. Cây giò mình sẽ hướng chéo 45 độ hoặc là gì ạ? Vuông góc như này. Và mình đi mình nhìn thấy nhiều người như này. Nhiều người một tay đút túi quần, một tay cứ chọc như này. Chọc. Không hề đẹp tí nào. Và đương nhiên tư thế cầm mà không đẹp, không chuẩn xác, chắc chắn là gì ạ? Sẽ gì ạ? Bấm sẽ nó sẽ không chuẩn xác và nhìn vị thế nó sẽ không đẹp. Tư thế của người thầy thuốc là phải ngay ngắn. Và khi mình ngồi với cả phía đối diện bệnh nhân ấy, mình sẽ ngồi ngay ngắn, hai bên ngồi đối diện với nhau. Đúng không ạ? Và hai bên đều có ghế dựa. Nếu mà chỉ có một ghế dựa thì mình sẽ nhường cho khách hàng của mình ngồi trên ghế dựa. Và nếu mà phòng của mình mà có cái giường massage ấy, giường massage, thì mình sẽ để bệnh nhân nằm trên giường massage, còn mình sẽ ngồi trên cái ghế để mình bấm cho họ đều được. Mình có thể ngồi bên cạnh họ, ngồi phía trước, phía đầu ấy, phía đầu trước để mình bấm cho họ cũng được. Đó là cái tư thế của mình. Ok, như vậy mình đã vừa trình bày xong cái nội dung thứ ba là cách cầm cây giò. Mọi người nghe có nắm được không ạ? Và ok, mọi người nghe được không? Mọi người nghe rõ, comment số 1 vào đây nào. Số 1 vào đây cho rằng chủ đề đang thú vị và các bạn gì ạ? Quan tâm đến cái chủ đề này. Số 1 ạ. Còn ai không quan tâm comment giúp mình số 2 vào đây nào. Ok, số 1 nào, số 1.
Rồi, ok, đấy, đó là cách cầm cái giỏ. Vâng. Rồi, bây giờ đến cái nội dung này rất là quan trọng, nội dung thứ tư, đó là cách dò tìm sinh huyệt. Không biết mà mọi người đã nghe thấy cái nội dung này từ đâu chưa? Không biết ai đã hướng dẫn cho mọi người cách dò tìm sinh huyệt thế nào chưa ạ? Và cách dò tìm sinh huyệt thế nào chưa? Mọi người comment giúp mình số 1 nếu mà chưa. Còn nếu mà ai nghe thấy rồi thì mọi người comment số 2 vào đây nào. Số 2 vào đây. Ok, rồi số 1, số 1, số 1, số 1. Vâng. Ok, số 1. Ok. Rồi ạ, như hôm trước mọi người đã nghe mình chia sẻ về sinh huyệt. Sinh huyệt là gì? Sinh huyệt là những điểm sinh ra khi có bệnh. Và khi hết bệnh thì sinh huyệt sẽ biến mất hết, đúng không ạ? Sinh huyệt sẽ tỷ lệ thuận với bệnh. Nó không tự nhiên nó sinh ra và không tự nhiên nó gì ạ, nó biến mất đi. Và khi cơ thể mình ấy, nó có bệnh thì nó sẽ tự hồi phục. Hoặc là gì ạ, mình giúp đỡ cơ thể mình bằng cách gì ạ, mình tác động đến các sinh huyệt trên mặt da. Các sinh huyệt nó giống như các điểm phản xạ, đúng không ạ? Giống như các điểm phản xạ, mọi sự bất ổn trong cơ thể người đều thể hiện lên mặt da và có sự báo trước, và sự báo trước này có thể là sinh huyệt, đúng không ạ? Thế thì làm sao để mình nhận biết được một điểm đó là sinh huyệt? Thì cái điểm sinh huyệt này là gì ạ? Nó sẽ báo cho chúng ta bằng cái cảm giác khác thường. Đó là gì ạ? Điểm đau, điểm tê, điểm nhức, điểm gì ạ? Cộm cứng như hạt bụt bám. Đó, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Một cái vết tối, một vết tàn nhang, một nốt ruồi son thì đấy đều là huyệt. Tóm lại, sinh huyệt là những điểm khác thường và chúng ta tác động vào các điểm khác thường này để các điểm khác thường này nó không còn tồn tại được. Khi nó biến mất thì đồng nghĩa với gì ạ? Với những cái bất ổn trong cơ thể mình nó sẽ trở lại được bình thường. Và xét một cách khác, những điểm sinh huyệt này chính là các điểm phản xạ. Khi chúng ta tác động vào các cung phản xạ này, nó sẽ sinh ra các cung phản xạ khác để giúp cho cơ thể mình gì ạ? Lập lại cân bằng. Thì đó là ý nghĩa khi mà chúng ta tác động vào sinh huyệt. Thế thì cách mình dò tìm sinh huyệt như thế nào? Thì vẫn tư thế như vừa nãy hướng dẫn mọi người là gì ạ? Chúng ta sẽ tì ngón út và ngón áp út lên mặt da. Chúng ta sẽ gạch chéo gì ạ? Một đường dài khoảng gì ạ? 2 đến 3 cm. 2 đến 3 cm. Và các bạn chú ý rằng mọi người chú ý rằng cái lực ấy, cái lực chúng ta ấn là nó phải miết xuống mặt da. Và chúng ta thấy rằng gì ạ? Chúng ta thấy rằng cái da tay của mình nó hơi lõm xuống thế này. Được chưa? Thấy nó hơi lõm xuống này. Mọi người có nhìn thấy vết lõm không? Và cảm giác thì sao? Cảm giác thì chúng ta sẽ cảm thấy hơi đau nhá, mọi người. Cảm giác chúng ta sẽ cảm thấy hơi đau. Mọi người thấy, có thể nhìn thấy lực không nào? Đó, cảm giác hơi đau. Chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể cầm chéo 45 độ hoặc chúng ta gì ạ? Cầm ngang vuông góc thế này đều được. Chúng ta giống như đang dò tìm những cái gì ạ? Những cái hạt sạn ở dưới mặt da. Thấy không nào? Đấy, đấy cách dò tìm sinh huyệt. Được chưa? Đấy. Nhiều người gạch gạch rất nhanh như thế này thì làm sao tìm được sinh huyệt? Chúng ta phải chậm rãi như thế này, chậm rãi. Chúng ta gạch khắp ở đây, gạch khắp ở đây, khắp đây, kín mặt da để dò tìm sinh huyệt. Được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta tìm trên mặt này. Chúng ta đặt này. Ví dụ chúng ta đang làm cho người đối diện tay trái chúng ta đỡ cầm, tay phải chúng ta cầm. Chúng ta kéo trên mặt da như này 2 đến 3 cm. Chúng ta cầm kéo như này. Ví dụ đến đây thấy có một điểm sật sật giống như một cái hạt, có một cái hạt gì đó ở dưới mặt da này. Chúng ta ấn vào một cái thì đó chính là sinh huyệt. Tiếp tục chúng ta lại dò tìm bên cạnh. Để thấy chỗ này điểm này nó hơi đau, hơi tê, hơi nhức, hơi buốt thì chúng ta ấn vào một cái để đánh dấu. Được chưa? Cứ như vậy chúng ta đánh dấu tìm khắp trên mặt da. Và các bạn nhớ rằng tốc độ của chúng ta di chuyển phải chậm chậm, di chuyển khoảng 2 đến 3 cm trên một giây, di chuyển chậm vậy thôi. Và lực ấn là hơi lõm xuống mặt da. Khi chúng ta gạch qua chúng ta nhìn thấy có một cái đường rãnh lõm hẳn xuống như thế. Và cảm giác của chúng ta gì ạ? Cảm giác chúng ta là cảm thấy đau đau. Được chưa? Nếu chúng ta gạch mà không thấy đau thì không tìm thấy sinh huyệt. Và chúng ta thấy rằng cái sinh huyệt này chúng ta tưởng tượng này giống như chúng ta trồng lạc ấy, trồng lạc. Chúng ta cuốc một ít đất ra, chúng ta rắc hạt lạc xuống dưới, xong chúng ta phủ ít đất lên. Thì bây giờ muốn tìm được cái hạt lạc đấy thì chúng ta phải ủi 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 ủi. Hoặc là dưới cái đất này mà có những hạt sạn, chúng ta muốn bỏ những cái hạt sạn đấy ra để chúng ta trồng cấy thì chúng ta phải ủi 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 để chúng ta mới tìm ra được những cái hạt sạn đó. Như vậy là chúng ta phải ủi nó xuống. Chúng ta phải hơi lõm xuống mặt da thì chúng ta mới tìm thấy sinh huyệt. Được không ạ? Đó chính là cách tìm sinh huyệt. Đúng nào?
Ok, mọi người đã nắm được cách tìm sinh huyệt này không ạ? Vâng, có ai muốn hỏi gì về cách cầm cây giò và cách giò tìm sinh huyệt không nào? Vâng, mọi người nghe có rõ không và mọi người muốn trao đổi gì không về cách giò tìm sinh huyệt này? Cách giò tìm sinh huyệt này cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta không biết cách giò tìm sinh huyệt thì sao? Thì chúng ta bấm sinh huyệt nó không được hiệu quả. Đúng không nào? Chúng ta phải biết cách dò tìm thì chúng ta mới làm mới hiệu quả, đúng không ạ? Chúng ta chưa quan tâm đến cái vị trí đau đó là huyệt số bao nhiêu, chúng ta chưa cần quan tâm đến các phác đồ, đến các huyệt in trên cái bảng này, chúng ta chưa quan tâm. Chúng ta đang làm việc với sinh huyệt, chúng ta chưa làm việc với định huyệt. Định huyệt là các huyệt có sẵn, đúng không ạ? Phác đồ là các huyệt có sẵn làm theo các kinh nghiệm của các thầy đi trước. Bây giờ chúng ta chưa quan tâm đến cái sinh huyệt, đến cái định huyệt mà chúng ta chỉ quan tâm đến gì ạ? Quan tâm đến định huyệt. Chúng ta chỉ quan tâm đến sinh huyệt, và sinh huyệt là những cái điểm sinh ra khi có bệnh, nó báo đau, hút, nóng, cộm, cứng, cảm giác khác thường, và chúng ta tìm sinh huyệt. Chúng ta cứ thấy sinh huyệt là chúng ta ấn vào thì để cho cơ thể chúng ta tự điều chỉnh. Được chưa? Đó. Thì cách hay của cái tìm sinh huyệt này là gì? Là chúng ta không cần phải nhớ nó là huyệt số bao nhiêu, không cần phải nhớ phác đồ. Cách này rất hay, là ai cũng có thể làm được. Và nếu chúng ta làm đúng, tìm đúng sinh huyệt thì hiệu quả nó cao. Nếu chúng ta làm không đúng thì nó cũng giống như massage spa mà thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta gạch như này nó cũng có tác dụng là làm đẹp da, được chưa? Làm đẹp da, được chưa nào? Đấy. Rồi, người nắm rõ cách tìm sinh huyệt chưa ạ? Nếu mà người rõ comment giúp mình chữ rõ vào đây nào. Comment giúp mình chữ rõ vào đây, rõ vào đây, được không ạ? Mọi người nghe rõ không và nắm rõ cách tìm sinh huyệt chưa? Có ai còn vướng mắc gì không? Vướng mắc gì comment cho mình biết nào. Cách tìm sinh huyệt này rất là quan trọng mọi người ạ. Và ok, sao mọi người comment gì không, có vướng mắc gì không nào? Ok rồi, rõ rõ, vâng, mình nghe thấy rất nhiều rõ ở đây ạ. Vâng ạ, vâng đấy. Ok, đó là cách dò tìm sinh huyệt nhé, mọi người cứ thế nhé. Chỉ một lưu ý với các bạn như này, là khi dò tìm sinh huyệt chúng ta phải di chuyển chậm thôi, chúng ta đừng có làm nhanh quá, rất là chậm rãi. Kinh nghiệm của mình hướng dẫn rất là nhiều lớp học rồi, mình thấy là gì ạ, là nhiều bạn mới dò tìm sinh huyệt rất là vội vã, gạch rất là nhanh thế này thì làm sao tìm được sinh huyệt. Chúng ta phải gạch rất là chậm đấy, 2 đến 3 cm một giây, gạch rất chậm, vừa chậm vừa gạch chúng ta vừa cảm nhận. Nếu đúng đến điểm đau thì bệnh nhân gì ạ? Hoặc khách hàng chúng ta sẽ kêu lên đấy, chỗ đấy đau đấy. Tức là làm sao biết được điểm đấy là điểm đau? Chúng ta sẽ hỏi khách hàng của chúng ta xem là chị để ý nhá, khi em gạch thế này, chị thấy chỗ nào đau thì chị bảo em. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, không cần nghe khách hàng nói, chúng ta chỉ cần gạch, sau đó chúng ta nhìn vào mặt khách hàng. Nếu chúng ta gạch đến chỗ nào đau thì gì ạ? Bệnh nhân sẽ nhíu mày, nhíu mặt vào thì mình biết ngay đó là huyệt, đúng không ạ? Cách thứ ba này, khi chúng ta gạch, chúng ta thấy ở trên mặt da có một cái hạt gì đấy nó cộm cộm, là hạt hạt nó cứng cứng lên thì đấy là huyệt. Đó là ba cách để chúng ta nhận biết đó là huyệt, được chưa? Cách thứ nhất là bệnh nhân sẽ nói cho mình biết là chỗ nào đau. Cách thứ hai là gì ạ? Mình sẽ nhìn quan sát sắc mặt của bệnh nhân. Cách thứ ba nhờ vào đôi tay của mình. Thì ba cách này mọi người cứ làm nhiều thì tự nhiên đôi tay mình nó sẽ nhạy cảm và mình sẽ nhắm mắt mình cũng có thể tìm ra được sinh huyệt rất là dễ, đúng không ạ? Mình làm nhiều rồi sẽ quen thôi, trăm hay không bằng tay quen. Và một câu dặn cho các bạn là gì ạ? Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu nghi ngờ đó là sinh huyệt, hãy bắt đầu gì ạ? Cứ ấn vào, không sợ gì hết, đúng không ạ? Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót nhá. Ok. Rồi, đó là nội dung thứ tư. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta tìm được sinh huyệt rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì với sinh huyệt này? Chúng ta sẽ đối xử với cái sinh huyệt đó ra sao? Thì mình sẽ có cái này ạ, mình sẽ có ba cách ấn. Sẽ có ba cách ấn các bạn nhá. Không biết là các bạn đã biết ba cách ấn này chưa? Không biết là có ba cách ấn này chưa, các bạn đã biết chưa? Ai đã biết rồi? Ok, rồi có ba cách ấn nhé các bạn nhé. Thế thì ấn như thế nào khi tìm thấy sinh huyệt? Chả lẽ mình để không? Đúng không ạ? Mình bắt được con cá thì mình phải thịt cá chứ, đúng không nào? Mình bắt được con mồi ngon này mình phải thịt nhé. Có ba cách ấn. Cách ấn thứ nhất là gì ạ? Ấn vừa. Ấn vừa tức là ấn vào huyệt vừa tìm được 3 lần liên tiếp, vừa sức chịu đựng của bệnh nhân, rồi đổi sang huyệt khác. Cách này gọi là ấn nhúng, tức là gì ạ? Không nhấc cây giò ra khỏi mặt da. Các bạn nhớ chưa? Cách ấn vừa tức là vừa có nghĩa là vừa sức chịu đựng và cái thời gian nó cũng vừa phải.
và ấn cách ấn này là ấn 3 lần liên tiếp và chúng ta không nhấc ra khỏi mặt da của khách hàng, vì vậy còn gọi là ấn nhúng. Được chưa? Bây giờ mình thực hành nhé. Mình gạch này, mình gạch rất là chậm trên mặt da, và các bạn chú ý rằng cách gạch này mình có thể gạch khắp mặt hoặc chúng ta gạch tại chỗ đau, như video trước mình đã nói với các bạn rồi, đúng không ạ? Trong nguyên tắc vô chiêu đó, đúng không ạ? Vô chiêu có nghĩa là gì? Cứ tìm thấy chỗ nào đau thì ấn, thì gạch, thì lăn, thì cào, thì gõ, thì hơ vào. Và vô chiêu làm ở đâu? Làm ở khắp trên mặt, hoặc là gì? Cứ chỗ nào đau thì làm. Thì hôm nay mình đến cách sử dụng kỹ thuật ấn của cây giò này cũng là gì ạ? Theo nguyên tắc vô chiêu, mình sẽ gạch khắp mặt, tìm điểm đau trên mặt, ấn vào. Và gì ạ? Tìm khắp trên mặt ra, tìm điểm đau thì dây vào. Đúng không ạ? Đây, ví dụ những người nào gì? Những người nào bị đau đau cái cổ tay này, mình sẽ gạch khắp cái cổ tay, chúng ta gạch thật là chậm thôi. Chúng ta gạch chậm này. Đấy, gạch chậm. Đấy, ôi chỗ này chị đau quá em ơi, chị đau quá. Đấy, thế thì mình ấn này, ấn 3 lần liên tiếp này. 1 2 3. Nhấc ra thấy có điểm lõm ở đây. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa nào? Bây giờ trên mặt này, chúng ta sẽ tìm khắp mặt, chúng ta sẽ gạch gạch rất là chậm rãi này. Đấy, ô, chỗ này thấy có điểm đau này, bắt đầu ấn vào này, các bạn nhìn này. 1 2 3. Đấy, nhấc ra thấy có điểm lõm ở trên mặt da này. Được chưa nào? Tiếp tục gạch sang bên cạnh. Đây, thấy chỗ này có một cái hạt hạt giống như cái hạt bột báng ở đây này, hạt hạt. Bây giờ ấn vào 1 2 3. Các bạn thấy là tay mình không nhấc ra khỏi mặt da và nhấc ra thấy có một cái điểm lõm ở đây. Các bạn thấy chưa nào? Đấy, đau nhưng mà vừa sức chịu đựng. Ấn không phải đến lúc người ta đau quá người ta không chịu được, không chịu được, đúng không nào? Đây phải là vừa sức chịu đựng mọi người nhá, và cảm giác hơi đau, nhấc cây giò ra cái là người ta hết đau luôn, được chưa? Cứ tiếp tục như vậy, mình gạch một cách chậm rãi. Gạch một cách chậm rãi này. Đây, chỗ này thấy hơi đau này, ấn vào 1 2 3. Ấn nhúng và không nhấc cây giò ra khỏi mặt da. Được chưa? Ok, đó chính là gì ạ? Ấn vừa, được chưa? Rồi, cách ấn thứ hai là ấn chậm. Ấn chậm có nghĩa là gì? Ấn vào huyệt vừa tìm được, giữ yên độ khoảng 30 tiếng đếm. 30 tiếng đếm, chỗ này nó hơi sai một chút để mình sửa lại, chắc là nhảy bàn phím. Đây, ấn chậm. Ấn chậm tức là ấn vào huyệt vừa tìm được, giữ yên độ khoảng 30 tiếng đếm, 30 giây rồi đổi huyệt khác. Ví dụ các bạn này, chỗ này vừa nãy mình tìm rồi, tiếp tục mình tìm sang bên cạnh, gạch một cách chậm rãi. Thế chỗ này hơi đau một chút, chúng ta ấn xong chúng ta giữ nguyên khoảng 30 tiếng đếm, ấn hơi lõm xuống mặt da, giữ yên khoảng 30 tiếng đếm. Cái cách này sẽ đau hơn thì ấn vừa, ấn chậm này, giữ yên này. Nhấc ra, thấy có một điểm lõm trên mặt da và bệnh nhân cảm giác là đau. Đau nhưng mà vẫn chịu được nhé các bạn nhé, không phải đau đến nỗi là không chịu được. Và các bạn yên tâm, cây giò này nó rất là trơn. Và cái đường kính của nó khoảng 1 đến 1,5 ly rồi, cho nên hoàn toàn yên tâm là nó không thủng da được đâu, đúng không ạ? Nếu mà những ai dùng cây giò mà chọc cho người ta, hoặc là mình đi chữa ở đâu ấy mà thấy một ông thầy nào đó chọc mà mình chớt cả da, hoặc là thấy gì ạ, chảy cả máu ra, thì như thế là không đúng các bạn nhé, không đúng với tinh thần của phương pháp. Diện chẩn là gì ạ? Không hề xâm lấn trên mặt da, không hề gây hại, đúng không ạ? Không gây chảy da, không gây chảy máu, đúng không ạ? Đấy, các bạn hoàn toàn yên tâm là như vậy, diện chẩn không làm như vậy, đúng không ạ? Vừa sức chịu đựng. Và có mỗi một cái đối tượng là chúng ta gì ạ, có những cái cách gì ạ, chúng ta có những cái kỹ thuật khác nhau để phù hợp với từng người. Tiếp tục chúng ta dò tìm trên mặt này, tiếp tục thấy chỗ này có một cái điểm hơi đau này. Các bạn ở nhà tự thực hành ấy, thì chưa chắc 100% cái chỗ đó nó là sinh huyệt, tuy nhiên không quan trọng, không quan trọng nhé. Cứ thấy nó hơi có vấn đề thì bắt đầu ấn. Có thể vừa nãy chúng ta ấn vừa 3 cái, còn bây giờ chúng ta ấn và giữ yên như này, ấn và giữ yên này. Đấy, 30 tiếng đếm thì đó gọi là ấn chậm, tức là ấn lâu nhất và ấn chậm nhất thì gọi là ấn chậm. Chậm. Rồi tiếp theo, cách thứ ba là ấn nhanh. Cách thứ ba là ấn nhanh. Thế ấn nhanh là ấn như thế nào mọi người? Ấn nhanh là ấn như thế nào? Vâng, ở đây ai đã biết ấn nhanh nào? Ai đã biết về kỹ thuật ấn nhanh này? Mọi người comment giúp mình vào đây. Ai đã biết về kỹ thuật ấn nhanh? Ai biết rồi? Ai biết nào? Comment số 1 nào? Nào biết nào? Số 2 là chưa biết nào? À, xin chào tất cả mọi người, những người vào sau. Rồi, ai đã biết về kỹ thuật ấn nhanh? Mọi người comment giúp cho mình là biết. Là số 1 vào đây ạ. Comment 1 là biết, 2 tức là chưa biết. Rồi, mọi người comment nào.
chúng ta có sự tương tác, và có sự tương tác để mình có thêm cái sự hứng thú. Tức là nói ở đây mình không nói một mình nghe mà gì ạ, mình nói cho rất nhiều người nghe và chúng ta có sự trao đổi. Các bạn nghĩ đơn giản, đây không phải là gì ạ, đây không phải là một buổi giảng, mà đây chỉ là một buổi trao đổi rất là cởi mở, chia sẻ, chúng ta trao đổi và chúng ta học hỏi lẫn nhau, đúng không ạ? Và rất vui là khi mỗi tuần chúng ta lại có một cái buổi tối và chúng ta ngồi với nhau, chúng ta chia sẻ như này, những người cùng yêu thích phương pháp diện trần của thầy Bùi Quý Châu, và gọi là fan, họ gọi là dân diện trần, ạ. Ok rồi, vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Ok rồi, ai đã biết về kỹ thuật ấn nhanh rồi, mọi người biết thì comment giúp mình, số 1 vào đây là biết, số 2 là chưa biết. Và nếu mà ai đã biết về kỹ thuật ấn nhanh, comment giúp mình biết là ấn nhanh dùng trong trường hợp gì không? Đã, dùng trong trường hợp gì? Đã, ok. Được rồi ạ. Rồi, ok. Rồi, bây giờ kỹ thuật ấn nhanh này. Ấn nhanh. Ấn nhanh tức là ấn thật nhanh và dứt khoát vào cái sinh huyệt vừa tìm thấy rồi đổi sang huyệt khác. Thì người ta gọi là ấn nhanh. Như này các bạn này. Chúng ta bắt đầu dò tìm sinh huyệt, gạch nhẹ nhàng trên mặt da, hơi lõm xuống mặt da khoảng 2 đến 3 cm. Thấy chỗ này đau một chút này, ấn nhanh một cái. Đấy. Kỹ thuật ấn nhanh là kỹ thuật ấn đau nhất. Đấy. Tiếp tục chúng ta dò. Dò thấy chỗ này đau này, ấn nhanh một cái. Ấn mà lấy lỗi gì ạ? Khi chúng ta đỡ cằm hoặc chúng ta đỡ đằng sau đầu người ta ấn thì mình thấy đầu người ta chuyển động. Kỹ thuật này là mạnh tay đấy. Đấy, tiếp tục dò. Đấy, thấy chỗ này đau này, ấn một cái. Đấy, kỹ thuật này là kỹ thuật ấn đau nhất mà ấn vào tỉnh cả người đấy. Tiếp tục ấn mạnh một cái. Được chưa? Ok. Rồi, như vậy vừa rồi mình đã trình bày với mọi người ba cách ấn. Cách thứ nhất là ấn vừa, tức là ấn vào một cái điểm 3 lần liên tiếp vừa sức chịu đựng của bệnh nhân và không nhấc cây giò ra khỏi mặt da. Đó gọi là kỹ thuật ấn nhúng. Vừa hoặc là kỹ thuật ấn nhúng. Ấn chậm tức là tìm thấy sinh huyệt rồi ấn giữ tại đó 30 giây, gọi là ấn chậm. Rồi cái thứ ba là ấn nhanh, tức là ấn thật nhanh và dứt khoát vào cái điểm sinh huyệt, điểm đau mình vừa tìm thấy, sau đó bỏ cây giò ra. Thì đó là kỹ thuật ấn nhanh. Như vậy mình đã vừa trình bày với các bạn ba kỹ thuật ấn rồi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình chốt lại xem là ba cái kỹ thuật ấn này mình thường dùng trong những trường hợp gì. Lưu ý, kỹ thuật ấn thường dùng trong các trường hợp bệnh cấp. Bệnh cấp là có nghĩa như thế nào? Là những cái bệnh mà gì ạ? Cái triệu chứng nó rất là dữ dội. Cái triệu chứng nó dữ dội. Cấp tính này có thể là nó nguy hiểm hoặc là không, nhưng mà nó đều chỉ ý nói đến là cái thời gian nó xuất hiện là nó mới và triệu chứng nó dữ dội. Đó, thì mình hay dùng trong các trường hợp bệnh cấp này, đúng không ạ? Ví dụ mình đau dạ dày cấp tính thì mình chọn kỹ thuật ấn, mình dò tìm khắp cái điểm đau ở trên cái vùng dạ dày. Đau ở trên vùng dạ dày, sau đó ấn, có thể ấn nhúng 1 2 3, đúng không ạ? Ví dụ như này các bạn xem này. Các bạn đau dạ dày gì? Chúng ta gạch này, gạch trên vùng dạ dày. Thế chỗ này đau, ấn nhúng vào 1 2 3. Tiếp tục, thế chỗ này đau gì? Ấn vào, ấn giữ 30 tiếng đếm. Tiếp tục, thế chỗ này đau, ấn nhanh một cái. Đó, ấn vừa sức chịu đựng của bệnh nhân thôi nha, không đến nỗi là gì ạ? Mạnh tay quá. Đó, hoặc là gì? Tôi bị đau đau bả vai này. Đau bả vai mà tay bây giờ không giơ lên được, bị kẹt khớp tay. Đó, thì chúng ta sẽ gạch tại cái vùng khớp vai này. Thấy chỗ này đau hơn chỗ khác, à đó là sinh huyệt, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta ấn và giữ 30 giây. Hoặc là gì? Chúng ta ấn nhúng vào 3 tiếng đếm 1 2 3. Hoặc là gì? Chúng ta ấn nhanh một cái. Đó. Thế thì bây giờ mọi người sẽ thực hiện bằng cách nào? Nếu ai đang đau ở đâu đó, cầm cái giò này gạch tại cái vị trí đau. Gạch là nó hơi lõm xuống mặt da, hơi đau một chút, 2 đến 3 cm. Thế chỗ nào đau thì chúng ta thực hành ba cách ấn này. Đúng không ạ? Mọi người có thể thực hành ngay và làm được ngay tại nhà luôn. Được chưa nào? Các bạn thấy dễ không? Mọi người thấy dễ không nào? Ai thấy dễ comment vào đây giúp mình là dễ nào. Dễ vào đây nào. Ok. Comment chữ dễ vào đây ạ. Rồi. Đấy. Được chưa ạ? Tức là các trường hợp bệnh cấp, ví dụ những cái bệnh nó mới khởi phát và những triệu chứng nó dữ dội. Ví dụ bây giờ các cô các chú mà ở nhà mà bị tự nhiên chiều nay thấy đau đầu thì sao? Chúng ta sẽ dò tìm khắp trên đầu, thấy chỗ nào đau thì ấn vào, chọn một trong ba cách ấn này. Hoặc là bây giờ bị đau cổ vai gáy, gạch tại cái vùng cổ vai gáy này. Thấy chỗ nào đau thì ấn vào chỗ đấy. Có thể chọn một trong ba cách ấn này. Ấn nhanh dứt khoát cũng được, mà ấn vừa cũng được, mà ấn chậm cũng được. Tùy cách ấn nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên cách ấn này mình sẽ phải dùng lực, mà lúc mình ấn mình sẽ cảm thấy đau, nhưng không đến nỗi đau quá không chịu được được, đúng không ạ?
Ok rồi, mọi người thấy sao nào? Mọi người có làm được không? Mọi người thấy làm được không ạ? Ok, mọi người làm được không? Mọi người thấy dễ không nào? Bây giờ mọi người cứ ở nhà, các bác, các anh chị nhá, ở nhà cứ cầm cái giò này lên và thực hành như vậy. Chúng ta sẽ gạch gì ạ? Gạch khắp mặt, tìm điểm đau ấn vào, hoặc gạch tại chỗ đau. Được chưa ạ? Cứ lúc nào ngồi xem tivi rỗi, cầm cây giò lên và giò tìm sinh huyệt ấn vào. Chưa cần biết gì ạ? Nó cái huyệt này là huyệt số bao nhiêu, tác dụng nó là gì, chưa cần biết. Mình chỉ cần biết nó là sinh huyệt thì mình sẽ dùng cây giò này mình ấn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì cái này người ta gọi là gì ạ? Vô chiêu, và mình đặt cho nó là gì ạ? Kỹ thuật ấn vô chiêu. Đã, thầy Châu đã phát minh ra cái kỹ thuật là vô chiêu, đúng không ạ? Vô chiêu tức không có chiêu nào hết, không có huyệt nào hết, vô chiêu. Còn bây giờ mình đặt cho những cái cách này gọi là gì ạ? Ấn vô chiêu các bạn nhé, kỹ thuật ấn vô chiêu. Được chưa? Rất là hay. Vô chiêu tức là không quan trọng phác đồ, không cần quan trọng huyệt, cứ tìm cái điểm đau khắp mặt ấn vào, hoặc tìm điểm đau tại chỗ đang đau ấn vào, đúng không ạ? Rồi mọi người thấy dễ không nào? Mọi người comment giúp mình chữ dễ vào đây nào, comment giúp chữ dễ vào đây ạ. Vâng, ok. Rồi, như vậy kỹ thuật ấn này nó rất thích hợp trong các trường hợp bệnh cấp. Ví dụ anh chị đang đau tại một cái vùng nào đó, đang khó chịu tại một cái vùng nào đó, hoặc là đang cảm giác rất là tức tối, tức là trường hợp bệnh cấp tính, tức là mới khởi phát và triệu chứng dữ dội, thì các anh chị dùng kỹ thuật ấn này thì nó rất hiệu quả. Ví dụ đi tàu xe mà đang bị say tàu xe, đang đau đầu, đúng ạ, đang đau dạ dày cấp tính, đúng ạ, đấy, đang bị viêm cái gì cấp tính, thì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật ấn này nó rất là hiệu quả, được chưa? Ok rồi, riêng có một lưu ý như này, riêng kỹ thuật ấn nhanh nhé mọi người nhé, thì không được dùng cho trẻ em, người già, người ốm yếu lâu ngày. Cẩn trọng khi ấn trên các vùng da nhạy cảm, và cẩn trọng khi ấn trên người huyết áp cao. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái ấn nhanh này ấy, ấn nhanh tức là chúng ta dò tìm sinh huyệt. Sinh huyệt bình thường, sinh huyệt mình ấn vào đã thấy nó đau rồi nhá. Bây giờ mình lại ấn nhanh một cái, thì như này á là các cụ già, rồi trẻ nhỏ, người có da nhạy cảm người ta không chịu được. Các cụ già ấn với các cụ đau quá, các cụ bực mình, các cụ gì ạ? Cầm dép các cụ ném cho vài cái, chạy không kịp chạy, đúng không nào? Ấn cho trẻ nhỏ nó khóc thét lên, lần sau cứ nhìn thấy mình cầm cây giò lên là nó chạy mất dép, đúng không nào? Ấn cho những người có da nhạy cảm, sao người ta quá mỏng ấy, người ta đau, người ta không chịu được, đựng được. Thì lúc này đối với các đối tượng này, những người ốm yếu lâu ngày cũng vậy, thì mình không sử dụng kỹ thuật ấn. Lúc này mình chỉ có thể sử dụng kỹ thuật ấn chậm hoặc là ấn vừa, chúng ta không nên sử dụng kỹ thuật ấn nhanh, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật dây mà mình sắp trình bày sau đây. Được chưa? Rồi. Đấy, những người huyết áp cao thì các bạn không nên chọn kỹ thuật ấn này. À, và nhất là kỹ thuật ấn nhanh, tại vì cẩn thận chúng ta ấn nhanh vào là có khi huyết áp của người tăng tăng lên. Đó là những cái lưu ý khi chúng ta dùng kỹ thuật ấn nhanh, đúng không ạ? Như vậy kỹ thuật ấn nhanh, kỹ thuật ấn nói chung ấy, nó rất hiệu quả trong các trường hợp bệnh cấp tính, là những bệnh mới khởi phát và triệu chứng dữ dội. Riêng kỹ thuật ấn nhanh thì chúng ta không dùng cho những đối tượng gì ạ? Ốm yếu, những người già, người trẻ nhỏ, đúng không ạ? Những người có làn da nhạy cảm và những người huyết áp cao. Đó là lưu ý về trường hợp kỹ thuật ấn nhanh, được chưa? Ok, như vậy vừa rồi mình đã trình bày xong với mọi người về kỹ thuật ấn, đúng không ạ? Kỹ thuật ấn. Rồi, mọi người nắm được chưa ạ? Vâng, mong rằng mọi người ở nhà cứ chịu khó thực hành nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái nội dung tiếp theo. Đó là gì ạ? Đó là kỹ thuật dây. Đó là kỹ thuật dây, được chưa? Kỹ thuật dây. Thế thì có những người hỏi mình rằng, thầy ơi, con nhà em mới được có vài tháng tuổi, mới sinh, hoặc là cháu nhà em mới được có vài tuổi, có làm được diện chẩn hay không? Mẹ nhà em rất là lớn tuổi rồi, cụ rất là đau, cụ không chịu đựng được khi em làm nó đau, thế thì em có làm được diện chẩn hay không, đúng không ạ? Hoặc là em là người rất là ốm yếu, bây giờ em làm chỗ nào thấy đau mà thầy dạy kỹ thuật ấn như vậy nó rất là mạnh tay, vậy thì em có làm được diện chẩn không, có cách nào không để em làm được? Thầy ơi, nhà em có trẻ con mà em cứ cầm cây giò lên là nó chạy mất dép, thế thì làm được diện chẩn làm sao bây giờ? Thầy ơi, em đi chữa một người, người ta làm đau quá, em làm được một buổi sau rồi em nghỉ luôn. Không biết là mọi người đã gặp phải những câu hỏi này chưa? Mọi người đã gặp phải những câu hỏi này chưa? Ok, mọi người comment cho mình biết là mọi người đã gặp phải những khó khăn này chưa? Comment vào đây nào. Đã, comment vào đây ạ. Mọi người đã gặp phải những khó khăn này chưa? Đã. Có hay không? Mọi người comment có hoặc không nào. Có hoặc không ở đây ạ. Thì những câu hỏi này mình gặp được rất là nhiều, mọi người vẫn thường xuyên hỏi mình về những câu hỏi này, những khó khăn và vướng mắc khi mọi người làm diện chẩn, đúng không ạ?
Khi các bạn xem xong video này, các bạn hoàn toàn yên tâm là các bạn gì ạ, có thể làm được. Rồi bây giờ mới mở ra được comment của mọi người, em cũng bị thế. Có, với bạn. Ok, rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Rất là nhiều người cũng gặp phải những cái khó khăn đó. Thế thì tất cả những cái khó khăn vướng mắc đó mình sẽ được giải quyết trong kỹ thuật dây này mọi người nhé. Thế thì mình xem trong tình huống nào mình sẽ chọn kỹ thuật dây. Mình sẽ chọn kỹ thuật dây để mình thay thế cho kỹ thuật ấn mọi người ạ. Mình chọn kỹ thuật dây. Thế thì kỹ thuật dây là như thế nào? Thì nó như thế này. Dây tức là mình vẫn tìm sinh huyệt điểm nhạy cảm, sau đó mình dây tròn, dây di động đầu inox hoặc dây tròn đầu dây hạt đen tại huyệt vừa được tìm thấy, đó là dây. Tức là ý nói là lực dây của cái thằng này, kỹ thuật này nó rất là nhẹ. Với lại ấn là mình sẽ ấn là nó lõm xuống mặt da, còn dây này hoàn toàn giống như quệt trên mặt da mà thôi, nó quệt nhẹ trên mặt da. Cho nên mọi đối tượng mình đều có thể sử dụng được kỹ thuật dây. Và nếu những ai làm diện chẩn mà đau quá không chịu được, trẻ nhỏ mà không chịu được, thì mình sẽ chuyển sang kỹ thuật dây này. Cho nên là dù có lớn tuổi bao nhiêu tuổi, dù có trẻ mới sơ sinh hay chăng nữa, hoặc dù da có nhạy cảm bao nhiêu chăng nữa, mình đều có thể làm được diện chẩn, miễn sao mình làm kỹ thuật cho nó phù hợp là được, đúng không ạ? Và khi đó chúng ta sẽ chọn kỹ thuật dây, đúng không ạ? Thế thì mình xem dây thì thực sự mình làm như thế nào. Dây thì có hai cách. Cách thứ nhất đó là dây chạm da, và cách thứ hai là dây không chạm da mọi người nhá. Thì rất là nhiều người thắc mắc là dây không chạm da là như thế nào. Ok, rồi. Bây giờ đầu tiên chúng ta xem dây chạm da là như thế nào. Dây chạm da là như thế nào nhá. Dây chạm da tức là dây chạm trên da từ điểm xuất phát đến điểm đích không quá 2 mm, và dây qua dây lại 30 lượt cả đi cả về được tính là một lượt. Đó là dây chạm da. Ví dụ như này, chúng ta tìm thấy một cái điểm, chúng ta gạch này, tìm thấy điểm sinh huyệt, thấy có điểm sinh huyệt ở đây. Chúng ta sẽ rung, sẽ ray cái cây giò này chạy qua chạy lại độ khoảng 30 lượt. Và cái đường kính của nó, cái đường chạy này chỉ khoảng 1,5 mm mà thôi. Và khi khi chúng ta rung ấy, chúng ta nhìn giống như chúng ta đang rung cây giò. Và các bạn để ý rằng các ngón tay của chúng ta rung lên, rung ngón tay chứ không phải là gì ạ, không phải rung cổ tay. Và như chúng ta đang gạch một cái đường thẳng rất ngắn, giống như gạch trên một cái đường vở kẻ ô ly qua chạy qua một cái dòng hoặc là một dòng rưỡi, và chiều dài của nó giống như một dấu phẩy mà thôi. Đó là dây, đúng không? Các bạn thấy không nào, dây rung rung các ngón tay như thế này, đây rung như này, các bạn thấy không? Và dây này rất thích hợp khi mình dây trên các vùng da nhạy cảm. Ví dụ gì ạ, khi chúng ta dây xung quanh mắt, tại vì xung quanh mắt là những vùng da nhạy cảm, chúng ta không thể chọn được kỹ thuật ấn ấn chỗ này rất nguy hiểm, đúng không nào? Đấy, dây dây này rất là dễ chịu, đúng không ạ? Và dây này êm ái đến mức là gì ạ, dẫn chúng ta rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cho nên gì ạ, chữa mất ngủ chúng ta sẽ chọn kỹ thuật dây này. Có những khách hàng đến với chúng ta chưa cần biết dây bộ huyệt nào đúng huyệt hay không, chỉ cần dây nhẹ nhẹ như này đã thấy rất là massage và thư giãn dễ chịu rồi, và người ta cái hệ thần kinh nó rất là thư thái và họ sẽ rất dễ dàng đi vào giấc ngủ, đúng không nào? Cho nên kỹ thuật dây này rất thích hợp gì ạ, chữa mất ngủ, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta xem dây này còn thích hợp đối với những bệnh mãn tính qua nhiều ngày mà không làm chai huyệt, thích hợp với mọi đối tượng, người già, trẻ nhỏ, người ốm lâu ngày, người da mỏng. Chai huyệt là như nào? Nếu chúng ta cứ cầm cái giò, chúng ta ấn ấn mạnh và ấn hết ngày này qua ngày khác, thì cái chỗ mà chúng ta hay ấn ý, nó sẽ chai vào các bạn ạ. Và buổi sau nếu nó chai vào rồi mà mình lại chọn kỹ thuật ấn nữa thì sao, thì nó không còn nhiều hiệu quả nữa nhá mọi người nhá, nó không còn nhiều hiệu quả nữa. Cho nên là gì, đối với những bệnh mãn tính là có thể chữa qua hàng tháng, chữa qua hàng năm, thì chúng ta chọn kỹ thuật dây. Bệnh mãn tính là gì, là những cái bệnh triệu chứng nó nhẹ nhàng, nó phơn phớt, nó có thể nó khởi phát và kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm trở lên, thì đó gọi là bệnh mãn tính. Những bệnh mãn tính thì nó có thể có hoặc không có những cơn gọi là cấp tính xen kẽ, đúng không ạ? Ví dụ tôi bị viêm đại tràng mãn tính nhưng thỉnh thoảng nó lại bị đau cấp, có những ngày nó lại đau dữ dội lên, thì đấy người ta gọi là gì ạ, đau cấp tính trên nền mãn tính, đúng không ạ? Thì những cái bệnh gì đòi hỏi chúng ta phải làm lâu ngày thì chúng ta chọn kỹ thuật dây này. Hoặc là đối với trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, trẻ vài tuổi, vài tháng tuổi, người già, người da mỏng, người có làn da nhạy cảm, thì chúng ta chọn kỹ thuật dây này rất thích hợp với họ.
đúng không ạ? Như vậy kỹ thuật dây này không áp dụng trong trường hợp bệnh cấp, đúng không ạ? Bệnh cấp chúng ta chọn kỹ thuật ấn là hiệu quả hơn. Bệnh cấp là những bệnh dữ dội, còn trong những bệnh mà triệu chứng nó dữ dội và đòi hỏi chữa qua nhiều ngày, chúng ta chọn kỹ thuật dây. Như vậy các bạn đã phân biệt được thế nào là dây, thế nào là ấn chưa? Ok, thế là hôm nay chúng ta biết rồi nhé. Không phải ai chúng ta cũng dây và không phải ai chúng ta cũng ấn, đúng không ạ? Đó. Thế còn dây phớt không chạm da là như nào? Là khi đó chúng ta sẽ dùng cái đầu gôm này, chúng ta sẽ dây, chúng ta sẽ phớt phớt trên mặt da. Và phớt nó như thế nào? Đầu gôm cách mặt da 1/4 mm. Và chúng ta sẽ nhìn lên màn hình là gì ạ? Ví dụ chúng ta sẽ tìm thấy một cái sinh vật ở đây. Chúng ta nhìn lên màn hình này. Chỗ này là chúng ta dây là gì ạ? Dây chạm da, tức là dây chạm da chúng ta gạch chiều nào cũng được, lên xuống, trái phải hay chéo đều được. Còn chúng ta dây không chạm da là chúng ta dùng đầu gôm này. Đầu tiên chúng ta dò tìm sinh huyệt trước, chúng ta thấy đây có một điểm đau. Chúng ta dùng đầu gôm này và chúng ta xoay tròn xung quanh cái sinh huyệt này. Và cái đầu gôm này gì ạ? Cách mặt da 1/4 mm, tức là nó chỉ chạm gì ạ? Chỉ chạm trên lông mà thôi. Đó, chỉ chạm trên lông mà thôi. Ok, thế thì rất là nhiều người sẽ thắc mắc là không hiểu là gì ạ? Cách dây chạm da này, không chạm da này nó có hiệu quả hay không? Theo mọi người có hiệu quả không nào? Ok, mọi người cho mình biết có hay là không nào? Có hay là không? Ok, comment giúp mình chữ có hay là không. Yeah. Theo mọi người là cách dây không chạm da này có hiệu quả hay không và áp dụng trong trường hợp nào? Thì rất là nhiều người tự đọc sách hoặc là xem qua mạng và thấy cái cách dây không chạm da này rất là hoài nghi. Và người ta nói rằng dây chạm da đã là không biết, đã không ăn thua gì rồi, có ăn thua gì hay không, bây giờ lại còn dây không chạm da nữa, thì thực sự là thế nào? Thì nhắc đến đây chúng ta mới thấy được gì ạ? Cái sự tài tình của thầy Bùi Quốc Châu. Ok, các bạn cùng suy nghĩ, cùng trả lời và cùng cho mình biết rằng nó có hiệu quả hay không. Và comment giúp mình vào đây chữ có hay không ạ? Giúp cho mình là có hay không. Và sau đó mình sẽ giải thích ạ. Giải thích là thực sự gì ạ? Thực sự nó có hiệu quả hay không? Ok. Rồi, mọi người comment giúp mình thấy nào. Comment giúp mình là có hay không nào. Có hiệu quả hay không? Ok. Có hiệu quả hay không nào? bao nhiêu người đang áp dụng kỹ thuật dây chạm da và áp dụng kỹ thuật dây không chạm da? Rồi, mọi người comment giúp nào. Comment xem nào. Ồ, có, rất là nhiều người đang comment có. À, em đã được xem thầy Bùi Quốc Châu dây phớt rồi ạ, có tác dụng làm giảm đau sinh huyệt. Rồi, mọi người có hiệu quả hay không? Ok, rồi, bây giờ mình xem này, mình giải thích này. Mình tìm thấy sinh huyệt ở đây, ví dụ thấy sinh huyệt ở đây này. Sau đó mình dùng cây giò này, cây giò dây mình xoay này, khoảng 30 vòng, xoay 30 vòng. Đó, xoay 30 vòng như thế này. Đó, chỉ chạm trên gì ạ? Chạm trên lông mà thôi. Ví dụ chúng ta xoay tròn xung quanh đây. Thì cách dây này nó thực sự là rất là hiệu quả mọi người ạ, rất hiệu quả. Đó, có tác dụng giảm đau rất là tốt. Và mình thấy hiệu quả nhất là đối với đối tượng gì ạ? Đối với những người có làn da cực kỳ nhạy cảm, đối với những người ốm lâu ngày, đối với trẻ sơ sinh, đối với những người gì ạ? Đối với những người có vấn đề về gì ạ? Về sức mạnh đã nhiều năm. Đối với họ thì da họ rất là nhạy cảm, cho nên mình chỉ có một cái tác động rất nhẹ, họ gì ạ, có cảm nhận được ngay. Và có người á, mình chứng kiến có những học viên của mình ấy, chỉ rội nước lên cũng đau. Và một cô học viên của mình có một đứa con nó bị ốm 8 năm rồi. Ốm 8 năm. Và cô kể rằng ấy, trường hợp của cô là con cô ấy, nó bị viêm não, viêm tủy từ năm lớp 1. Và đến khi cô đi học mình là con cô đã học lớp 8 rồi, đã chữa rất là nhiều loại thuốc và uống rất là nhiều loại thuốc đến nỗi bị kháng thuốc. Sau đó châm cứu các kiểu đều không được. Sau đó cô mới biết và tìm đến Diện Trần. Và ngay buổi học ngày thứ tư, mình hướng dẫn cô là cô hãy về làm cho con cô cách là dây không chậm da này, đối với những người cực kỳ da nhạy cảm này. Và ngay cái đêm đầu tiên da này, thì ngay đêm đầu tiên cậu bé đã gì ạ? Hôm trước bị co giật 15 lần, hôm sau ạ thì hầu như không còn bị cơn co giật nữa. Và chỉ dây như vậy sau 5 phút thì cậu bé đó đã ngủ như một cậu thanh niên. Nếu ai đã theo dõi Facebook của mình và xem video thì mình có một cái video đó, mọi người có thể tra trên mạng hoặc trên Google video là rơi nước mắt trong ngày 20 tháng 11. Video này mình quay vào lúc
vào năm 2017 thì phải. Ok, mọi người tìm cái video đó để chứng minh cái hiệu quả của cách day không chạm da này. Như vậy mình thấy đối tượng để mình có thể áp dụng cách day không chạm da này gì ạ? Là đối với những đối tượng, những người da rất là nhạy cảm, người già, ốm yếu, người ốm quá lâu ngày, người rất là nhiều bệnh nặng hoặc là trẻ nhỏ. Mình không thể áp dụng cách ấn, không thể áp dụng cách day được, chạm da được, thì mình sẽ chọn cách day không chạm da. Dạ. Ok, như vậy là vừa rồi mình đã trình bày với tất cả mọi người gì ạ? Ba cách ấn và gì? Và hai cách day, đúng không ạ? Ba cách ấn và hai cách day. Đó, chưa nào? Bây giờ thời gian và liều lượng thì như thế nào? Thời gian thì mình sẽ làm gì ạ? Một ngày 3 lần. Ví dụ buổi sáng mình sẽ gạch khắp trên mặt như này, tìm điểm đau ấn vào. Rồi gì ạ? Bệnh gì mình cũng làm thế. Trong người mình có vấn đề gì mình cũng làm thế. Mọi người chưa cần biết phác đồ, chưa cần gì ạ? Chưa cần biết bộ huyệt. Ví dụ cứ trong người mình có bất ổn thì một ngày mình làm 3 lần. Buổi sáng dò tìm khắp trên mặt, thấy chỗ nào đau thì ấn vào. Rồi dò tìm khắp tại cái chỗ đang bị đau, thấy chỗ nào đau thì ấn vào. Chọn một trong ba cách đau, cách ấn để ấn, hoặc là một trong hai cách day để day. Được chưa? Sáng làm, trưa làm, rồi gì ạ? Rồi tối làm. Mình có thể chọn như thế. Hoặc là ngày làm 2 lần. Hoặc nếu không có thời gian thì thôi, ít nhất một ngày làm một lần vào buổi tối cũng được. Hoặc là lúc nào rỗi thì làm, ngồi xem tivi, ngồi đọc sách, đọc báo, rỗi thì làm, hoặc là ở trên xe buýt, hoặc là ngồi đợi xe buýt, mình lôi cây giò ra mình làm. Được chưa? Nếu không có cây giò thì lấy cây bút bi hết mực, hoặc lấy cây bút chì mình gạch vào cũng được. Được chưa? Đó, đấy thời gian và liều lượng. Được chưa? Chúng ta làm cho đến khi nào? Chúng ta chỉ làm ngày 3 lần thôi nhá. Có người nói với mình em làm mãi mà cái chỗ sinh huyệt nó vẫn còn đau, em làm siết cả ngày, làm cả tiếng hồ, không nên mọi người ạ. Mọi người chỉ cần ấn vào chỗ này 1, 2, 3, hoặc là cùng lắm chúng ta lặp lại 3 lần 1, 2, 3, hoặc là 1, 2, 3, thế thôi. Cùng lắm chúng ta làm khắp lượt lặp lại 3 lần, không thì một ngày làm 3 buổi như vậy là được. Chúng ta không nên làm quá nhiều, sau đó buổi sau chúng ta làm tiếp nhá. Được chưa? Trong một lúc chúng ta không nên làm quá nhiều. Được chưa nào? Đó là thời gian và liều lượng, đúng không ạ? Rồi, cái cuối cùng là các vướng mắc thường gặp. Rồi mọi người có tất cả những cái vướng mắc gì về cách dò, cách ấn, cách day, cách dò tìm sinh huyệt thì mọi người có thể comment vào đây để mình sẽ gì ạ? Mình sẽ cùng nhau trả lời ạ. Mình sẽ cùng nhau trả lời tất cả những vướng mắc của mọi người về cái buổi livestream của ngày hôm nay. Đó. Chẳng mấy khi mình có dịp để cùng trao đổi với nhau. Và thực hành trong một tuần sắp tới với tất cả mọi người là gì ạ? Các bác, các anh chị là gì ạ? Cứ cầm cây giò lên và thực hành suốt như thế này. Và một tuần sau mình lại đánh giá lại kết quả xem là sau một tuần mình ứng dụng cái vô chiêu, cái ấn vô chiêu này thì kết quả nó đến đâu, được chưa? Mọi người cứ thực hành, hoặc nhớ ra lúc nào trong ngày làm lúc đó. Cứ nhớ ra là làm, hoặc đau ở chỗ nào gạch rồi ấn, rồi day vào chỗ đó. Được không ạ? Ok. Rồi mọi người thấy sao nào? Mọi người có thắc mắc gì? Có thắc mắc gì có thể comment vào đây ạ. Comment vào đây để mình sẽ cùng nhau trả lời thắc mắc ạ. Được không ạ? Ok. Rồi các vướng mắc thường gặp của mọi người. Và đấy. Rồi có những vướng mắc như thế này nữa mọi người ạ. Mọi người sẽ hỏi là em ấn như thế trong mấy tuần, trong mấy tuần hay mấy tháng? Thì như này, sinh huyệt nếu các bạn mà ấn trong vòng một tuần mà nó hết sinh huyệt rồi thì thôi. Còn nếu mà ấn trong vòng một tuần mà nó chưa hết sinh huyệt thì mình lại tiếp tục mình ấn sang những ngày tiếp theo. Ấn khi nào cái sinh huyệt nó hết thì thôi. Và khi sinh huyệt nó hết thì như nào các bạn? Khi sinh huyệt nó hết thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là bệnh nó cũng hết, đúng không ạ? Sinh huyệt nó sinh ra khi có bệnh, và khi bệnh hết thì sinh huyệt nó không còn nữa. Được chưa? Đấy chính là gì ạ? Đấy chính là sinh huyệt, đúng không ạ? Ok. Rồi. Qua đây thì mình cũng cũng giới thiệu với các bạn là nếu mà ai mà muốn xem toàn bộ khóa học của mình ấy, khóa học về giảng dạy về diện chẩn này, thì mọi người có thể vào trang diệnchẩnviet.net ạ. diệnchẩnviet.net, ở đó có những khóa học của mình rồi, khóa học diện chẩn căn bản, rồi khóa học về diện chẩn kỹ thuật xác định huyệt trên mặt, thì có những khóa học rồi đó, thì mọi người có thể đăng ký vào và mọi người có thể học mọi lúc mọi nơi và học bất cứ thời gian nào, và không có giới hạn. Giới hạn là học bao lâu, chúng ta vào đó chúng ta đăng nhập bao lâu và chúng ta học bao nhiêu thời gian cũng được, và đăng nhập bao nhiêu lần cũng được. Và rất thích hợp với những người gì ạ? Những người hay quên, hoặc là các bác lớn tuổi, các bác nghe một lần các bác quên, thì các bác đăng ký học online cũng là một lợi thế. Thì đợt vừa rồi cũng có rất là nhiều người đăng ký học chỗ mình
có những người bị trầm cảm này, bị có vấn đề về đầu óc này, rồi rối loạn lo âu này, người ta hay quên mất trí nhớ, thì người ta học online, người ta xem các video và người ta xem đi xem lại được, và người ta sẽ nhớ được, và người ta ứng dụng, người ta thực hành song song cùng với những video của mình. Thì mình thấy là mọi người học như thế, mọi người rất là phấn khởi, và đó là một trong những lợi thế của học online. Và những người ở xa không có điều kiện đi, hoặc là trong những cái mùa dịch như này ngại tiếp xúc đông người, thì mọi người có thể vào cái trang là diệntrầnviet.net, thì mọi người có thể đăng ký những cái khóa học online của mình ở trên thế trên đó. Còn khóa học trực tiếp thì do đợt rồi dịch cho nên mình cũng chưa có mở lớp, nhiều người hỏi rồi mình chưa mở được. Thì đến giữa tháng 9 này mình có cái lớp học diện trần trực tiếp, thì mọi người có thể đăng ký hoặc là vào cái trang diệntrầnviet.com.vn để mọi người xem lịch học, hoặc là có thể liên lạc với số điện thoại Zalo là 0934128128, được chưa? Ok, như vậy là hôm nay mình cũng đã trình bày với mọi người về những cái nội dung của ngày hôm nay. Mình đã trình bày với các bạn là ấn là gì, danh là gì, là hai kỹ thuật cực kỳ chủ đạo trong diện trần. Và các bạn nhớ cho mình là gì ạ? Kỹ thuật ấn là hay dùng trong các trường hợp bệnh cấp. Cấp tức là dữ dội, triệu chứng dữ dội, mình phải ấn thì nó mới có hiệu quả. Còn danh là mình dùng trong các trường hợp bệnh mãn tính, hoặc là những người là gì ạ? Những người cơ thể yếu, những người có làn da nhạy cảm, hoặc là trẻ nhỏ, người có bệnh lâu ngày, thì mình chọn kỹ thuật là kỹ thuật danh, để chợ 3 cách ấn và 2 cách danh. Liều lượng thì một ngày 3 lần, hoặc rỗi lúc nào chúng ta làm lúc đó. Và các bạn ở nhà các bạn cứ thực hành. Và mình nhắc các bạn là gì ạ? Sinh huyệt các bạn cứ tìm đi, thấy chỗ nào nghi ngờ thì ấn vào danh vào. Thì không quan trọng là chúng ta làm có đúng hay làm sai, quan trọng chúng ta có làm hay không. Chúng ta cứ tác động vào, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, kiểu gì nó cũng có tác dụng. Và bét được thì được, không được thì bét thì là massage. Và nữa là gì ạ? Chúng ta cứ gạch trên mặt da như vậy, kiểu gì khí huyết luôn cũng lưu thông, làm da rẻ hồng hào, và nó sẽ làm đẹp da, được chưa? Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ tối thứ năm tuần sau trên kênh Diện Trần Việt Facebook, và 21 giờ tối thứ sáu trên kênh YouTube. Và các bạn có thể thấy video này hay, có ích thì các bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Và các bạn có thể ai mà chưa like fanpage này, hoặc chưa like kênh YouTube, thì các bạn có thể like và bấm theo dõi để các bạn có thể đón xem các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn có bất kỳ vướng mắc gì, có câu hỏi gì về lớp học trực tuyến, hoặc là về những câu hỏi trong bài giảng, hoặc là về mua dụng cụ chính hãng, các bạn hãy để lại số điện thoại, thì mình sẽ có những cái người có những cái kiến thức về diện trần thì họ sẽ gọi điện và tư vấn cho các bạn nhé. Ok, hoặc có ok, xin chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon, xin tạm biệt 2660. Hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ tối thứ năm và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Facebook Diện Trần Việt và YouTube Diện Trần Việt. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. 2660.